nhằm giảm bớt tình trạng thất thu thuế từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Mới đây Bộ Tài chính vừa nêu đề xuất xây dựng giải pháp quay số số hóa đơn. Và đây được xem là một cách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia giám sát doanh thu kinh doanh của người nộp thuế. Với hình thức này, thì người dân sẽ được khuyến khích lấy hóa đơn khi đi mua hàng. Dựa trên số thứ tự của hóa đơn đó, thì cuối tháng cơ quan chức năng sẽ thực hiện quay số số định kỳ. Và đây là biện pháp được nhiều nước trên thế giới áp dụng để tránh thất thu thuế nhiều chuyên gia nhận định thì với tính cách thích cá cược của người việt thì phương án này thì hoàn toàn khả thi tuy nhiên để làm được điều này thì bộ tài chính yêu cầu phân loại hộ kinh doanh để áp dụng các biện pháp không dùng tiền mặt trong giao dịch kinh doanh bán lẻ nhà hàng cửa hàng dịch vụ ăn uống dịch vụ vui chơi giải trí đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử kết nối thông tin doanh thu bán hàng thông qua máy tính tiền hoặc là các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán